Hello cả nhà, chào cả nhà. Út mời cả nhà cùng ăn. Đây là vịt quay nha cả nhà. Vịt quay, đây món dồi. Đây là món lẩu bò nha cả nhà. Đây là dưa muối, nước thấm, nước tương. Này đồ nguội nha. Đây là rau, đây là dưa muối đu đủ, trà đường. Mời cả nhà nha. Sinh nhật của bé Đạt hôm qua, bây giờ mình sẽ tổ chức thêm một đêm nữa trong nhà thôi. Đây là nước lẩu bò nha cả nhà. Út mời cả nhà mình cùng chung vui với gia đình nha. Hai đứa dễ cưng chưa? Đạt mời quý vị khán giả ăn chả cá nhanh. Mời quý vị khán giả ăn chả cá. Mi mi mời luôn mi. Mời mi luôn. Mi mi hello, hello. Hello cả nhà. Hello cả nhà đây con. Hello cả nhà. Đạt bé Đạt, hello cả nhà nè. Mời mời cả nhà cùng ăn chả cá nha. Quá trời vui luôn. Ấu nè, có ấu nữa nè cả nhà. Ấu này già lắm, ấu này ăn muốn gãy răng luôn. Đâu trò chơi tuổi thơ coi, hai hai bà mình chơi trò chơi tuổi thơ, bữa hổm trò chơi tuổi thơ. Nè, trò chơi chở tuổi thơ, lấy xe nhanh bự này nè, chém lộn. Trò chơi tuổi thơ bé Đạt. Mời mời quý vị khán giả ăn. Chúc chích giò chiên. Ngon không? Rồi Út cũng xin tạm ơn video nha cả nhà. Cảm ơn video. Chúc cả nhà mình luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, mọi điều thành công tốt đẹp nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Nếu yêu thích video này, nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh để Út có nhiều động lực nha cả nhà ơi. Một cái đăng ký và một lượt like nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.